Xin chào mọi người. Hôm trước thì mình có giới thiệu đến các bạn thiết bị cảm biến mức Solifan FTM50. Hôm nay mình sẽ mang đến cảm biến mức on-off Solifan FTM20 cũng của hãng Andres Horser. Có chức năng giống với FTM50 là dùng trên các silo hopper chất rắn dạng bột, nhưng được sử dụng trong khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Như các bạn đã biết, cháy nổ bụi gây ra phá hủy rất lớn, không kém gì cháy nổ của chất khí hay chất lỏng. Các chất rắn dạng bột thì luôn gây ra các loại bụi như bụi kim loại, bụi bột mì, vân vân. Chính vì vậy, hãng Andres Horser đã tạo ra dòng thiết bị này, được chứng nhận sử dụng trong môi trường làm việc này và đảm bảo an toàn cho con người và tài sản, thiết bị của các công ty, cá nhân. FTM20 được thiết kế nhỏ gọn, chỉ dài có 250mm, có thể lắp đặt ở bất kỳ hướng nào. Nguyên lý hoạt động cũng giống như FTM50. Các bạn có thể xem lại video của mình để link bên dưới để biết chi tiết hơn. Thiết bị sử dụng nguồn một chiều từ 10 đến 45V, công suất tiêu thụ là 0,68W. Sơ đồ đấu dây thì gồm có chân 1, 2 là cấp nguồn, chân 3 là đầu ra tín hiệu báo mức dạng PNP. Đèn báo trạng thái gồm có đèn LED màu xanh chỉ trạng thái hoạt động, đèn LED màu vàng cho biết trạng thái đầu ra. Độ cháy tác động của tín hiệu ra là 0,5 giây khi có liệu và 1 giây khi hết liệu. Thông số cài đặt thiết bị gồm có hai công tắc gạt lên xuống. Công tắc 1 là cài chế độ hoạt động, Max là chế độ chống tràn, Min là chế độ chống cạn. Công tắc 2 cài đặt khối lượng riêng của vật liệu, khi mà on lên thì là lớn hơn 400g/lít, còn off đi là lớn hơn 200g/lít và nhỏ hơn 400g/lít. Sau đây là một số hình ảnh của thiết bị.